Nhớ lại những giây phút máy bay của hãng hàng không Japan Airlines va chạm với máy bay tuần tra hàng hải của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm 2 tháng 1, những hành khách có mặt lúc đó vẫn còn nguyên ám ảnh. Toàn bộ 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã rời khỏi chiếc Airbus A350 chỉ vài phút trước khi phương tiện bốc cháy thành quả cầu lửa. Trong khi đó, 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thiệt mạng. Trong tình thế cấp bách, thành viên phi hành đoàn vẫn bình tĩnh, nhanh chóng hướng dẫn khách hàng sơ tán khỏi máy bay và quá trình này diễn ra khá tuần tự, suôn sẻ. Hãng hàng không Japan Airlines cho biết, quá trình sơ tán hành khách khỏi máy bay diễn ra ngay sau khi phương tiện dừng lại trên đường băng. Toàn bộ hành khách được sơ tán khỏi phương tiện trong chưa đầy 20 phút. Video quay lại quá trình trên cho thấy hành khách làm đúng hướng dẫn và không mang theo hành lý xách tay. Chính điều này đã giúp quá trình sơ tán diễn ra nhanh hơn vì chuyên gia an toàn hàng không từng nhiều lần cảnh báo việc mang theo hành lý xách tay có thể làm chậm trễ quá trình sơ tán trong tình huống khẩn cấp. Toàn bộ 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đã thoát chết thần kỳ khi sơ tán kịp thời chỉ 10 phút trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay.